Chào chú ngờ rồi, anh cư cục anh quý. Hôm nay chương trách chương trách lúc rồi mà nhờ, hôm nay kế ở ông trai ở Canada mình nhận là hôm nay quý ở nhà nhà tôi chúc mừng chúc chết mình chân dạy mà chúc mừng năm mới 2022 cổ cho mừng ở kết như Việt Nam là được quý nói cho mừng cho vui cho chúc chết nhé. Và chúc nhau mừng khỏe an lành và mừng chết nhân cảnh không cảnh hương rồi năm nay hết nhiệt mọi nơi mỗi yêu sinh và yêu người âm no năm nhí ăn uống không no chẳng nhanh dư dợ cười do bốn mùa và chúc mừng năm mới 2022.